Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày 10 tháng 5, Hùng Huyền Đông Anh về thêm 3 đôi loa Sherwin Vega đẹp xuất sắc. Đây là những model bán rất chạy trên thị trường hiện nay. Đây là cặp loa AT12 Sherwin Vega. AT12 được thiết kế 3 đường tiếng gồm 1 bát 30, 1 loa trung và 1 loa tép. Cặp loa AT12 cũng như cặp RE30 cũng được thiết kế 3 đường tiếng như vậy. Cả hai đôi này đều có vỏ thùng màu nâu rất đẹp. Bên cạnh là cặp loa E312 Sherwin Vega được bố trí thêm một bộ tinh chỉnh. Sherwin Vega rất nổi tiếng. Nó có thể vừa dùng để nghe nhạc và vừa dùng hát karaoke gia đình rất tốt. Hiện nay, những cặp loa Sherwin Vega E312, AT12 và RE30 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 20.500.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc A4 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Cũng về trong ngày 10 tháng 5, có cặp loa rất đẹp của hãng Pioneer, đó là cặp loa HPM60. HPM60 được thiết kế 4 đường tiếng gồm 1 bát 25, 1 loa trung, 1 loa tép và 1 loa siêu chép. Và đây là cặp loa Kenwood 6060. Cặp loa này là cặp loa cổ rất đẹp mắt. Loa được thiết kế rất nhiều loa, loa bát, hai loa trung, hai loa siêu chép và có thêm cả tinh chỉnh. Và loa này có e-gang rất đẹp. Hiện nay, cặp loa Kenwood 6060 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 13.500.000 đồng. Xin mời quý vị và các bạn hãy đến với Hùng Huyền Đông Anh để tận mắt thấy được những sản phẩm đẹp xuất sắc đang có tại đây. Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn.